Diễn tiến hủy hợp đồng đầy bất ngờ hôm 12 tháng 3 của thương vụ chuyển nhượng cổ phần đầy nhạy cảm và đang bị điều tra, một lần nữa làm bùng lên tranh cãi về những bất cập của hệ thống pháp lý và quyết tâm chống tham nhũng tại Việt Nam. Quyết định của doanh nghiệp nhà nước Mobifone hủy hợp đồng mua 95% cổ phần công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG được đưa ra sau cuộc họp hôm 12 tháng 3, 4 ngày sau khi có chỉ đạo từ Ban Bí thư. Đây là thương vụ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp của Ban Bí thư ngày 8 tháng 3 cho rằng nhạy cảm và chỉ đạo xử lý đúng pháp luật, thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát. Nhận định về diễn tiến bất ngờ trong vụ điều tra kéo dài hơn 1 năm rưỡi, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một chuyên gia kinh tế và chính trị Việt Nam cho rằng chẳng qua do tham nhũng không trôi nên phải nhả ra. Đầu năm 2016, công ty quốc doanh Mobifone bất ngờ công bố hoàn tất mua lại 95% cổ phần của AVG. Nhưng mãi tới tháng 11, sau khi có chỉ đạo thanh tra từ Thủ tướng, Mobifone mới tiết lộ là đã chi gần 8,9 ngàn tỷ đồng sang nhượng cổ phần. Mức giá này được cho là bị đội lên rất nhiều lần so với giá trị thực ước tính chỉ chừng trên 600 tỷ đồng. Và theo một số chuyên gia pháp lý, có dấu hiệu vi phạm hình sự của quan chức liên quan tới thương vụ gây thất thoát tiền tỷ của nhà nước. Tháng 7 năm ngoái, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu khẩn trương thanh tra và báo cáo kết quả trong vòng 50 ngày. Nhưng thời hạn này bị kéo dài cho tới ngày 8 tháng 3 năm nay, khi ông Trọng một lần nữa nhấn mạnh tới mức độ nghiêm trọng của vụ việc trong bối cảnh Việt Nam chứng tỏ quyết tâm chống tham nhũng. Theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nếu ông Trọng cho qua trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự của một số quan chức trong vụ Mobifone mua AVG, thì coi như tạo tiền lệ là cứ hễ nhả ra là hết tội. Một số ý kiến cho rằng tầm cỡ vụ này còn lớn hơn cả vụ Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, mặc dù thông tin chính thức chưa đưa ra bất cứ kết luận nào về tham nhũng. Cần nhắc lại, chỉ 3 ngày trước cuộc họp của Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG, đã xuất hiện một bài viết trên mạng xã hội của tác giả có tên là Công Lý Nhận Định. Vụ việc này thậm chí còn có thể lớn hơn cả vụ Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh. Có khoảng 10 đối tượng sẽ bị khởi tố và bắt giam. Có những cái tên như Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Phạm Nhật Vũ, kể cả Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, bà Nguyễn Thanh Phường, con gái ruột của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và là nguyên Chủ tịch Ngân hàng Bản Việt, bị cho là chủ mưu trong vụ Mobifone mua AVG khi đã đưa Lê Nam Trà lên ghế Chủ tịch Mobifone để cùng Phạm Nhật Vũ tính kế vụ AVG, chỉ đạo 4 công ty định giá trong việc nhào nặn số liệu để đưa AVG lên mức giá cao hơn 9 lần giá trị thực tế. Cũng theo tác giả Công Lý, khi bị khởi tố bắt giam, chắc chắn Phạm Nhật Vũ sẽ khai ra danh sách các quan chức nhận tiền lại quả của vụ AVG. Người ít thì nhận vài chục tỷ, người nhiều thì nhận đến hàng ngàn tỷ. Sau đó trên mạng xã hội đã xuất hiện thông tin về một số quan chức đã vội vã kéo nhau đến cửa công quyền để nộp lại tiền đã ăn. Nổi bật trong đó là nhân vật Nguyễn Bắc Son đã phải ói ra đến 800 tỷ. Một luồng dư luận cho rằng cuộc họp bàn việc hủy hợp đồng Mobifone mua AVG về thực chất là thao tác nhằm giải tỏa dư luận và các khoản tiền từng được bí mật tuồn vào các loại túi sẽ được bí mật tuồn trả trở lại cho Mobifone, coi như hậu quả được khắc phục và phi tang dấu vết của các bàn tay khua khoắng trong bóng tối. Nhưng liệu những quan chức đã ăn trong vụ trên có thoát được trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự và vẫn ung dung ngự trị trên cái ghế đặc quyền đặc lợi của chế độ hay không? Lời giải cho câu hỏi trên có thể tùy thuộc phần lớn, nếu không muốn nói là hầu hết, vào quan điểm của Nguyễn Phú Trọng. Nếu ông Trọng gật đầu cho qua, thì một lũ quan chức sẽ thở phào sung sướng vì thân phận mình không đến nỗi đen như Đinh La Thăng, tiếp tục ngồi lại cống hiến để tìm cơ hội hốt cú chót khác. Còn chiến dịch được xem là chống tham nhũng của ông Trọng cũng bởi thế sẽ tạo ra tiền lệ cứ ói ra là thoát tội. Cuộc họp chiều ngày 12 tháng 3 năm 2018, Mobifone và AVG thống nhất hủy hợp đồng chuyển nhượng. Kết quả của cuộc họp là sự thương lượng giữa những người liên quan giữa AVG với những lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước và là sự vận dụng nguyên tắc ưu tiên thu hồi tài sản hơn truy tố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với bản thống nhất hủy hợp đồng chuyển nhượng nêu trên, AVG sẽ hoàn trả 30% tổng giá trị hợp đồng trong 10 ngày, nghĩa là con số sẽ ở mức 11.000 tỷ đồng. Điều này tương đương với việc hồi trả lại 11.000 tỷ đồng vào lại ngân sách nhà nước.
11.000 tỷ đồng được thu hồi sẽ là con số đáng nhớ, bởi từ trước đến nay, hầu như các vụ án tham nhũng được đưa ra ánh sáng đều không thu hồi được giá trị tài sản bị mất mát. Gần đây nhất, ngay như vấn đề của Trịnh Xuân Thanh, người gây thất thoát cho ngân sách nhà nước hàng ngàn tỷ đồng, nhưng khi ra hầu tòa chỉ bị truy cứu tham ô ở mức 14 tỷ đồng. Bản thân ông Trịnh Xuân Thanh thông qua gia đình đã nộp đủ 4 tỷ đồng bị cáo buộc tham ô cho Cục Thi hành án thành phố Hà Nội. Hay như thu hồi lại không đúng giá trị tài sản bị thất thoát, ví như ụ nổi 83M, khi đưa ra xét xử, thì Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc, hai người có liên quan trong vụ án tham ô tài sản bị tuyên án tử hình, nhưng giá bán lại ụ nổi 83M chỉ ở mức 38,5 tỷ đồng, so với tổng giá trị của nó là 500 tỷ đồng. Trong điều kiện ngân sách còn eo hẹp và việc kê khai tài sản ở Việt Nam còn quá nhiều yếu kém, thì việc thu hồi được 11.000 tỷ đồng là đáng lưu ý. Ít nhất nó cũng nhằm giải tỏa một phần các dự án nhà nước đang bị kẹt vốn. Ngoài ra, sự kiện này cũng là một thỏa thuận chính trị. Bởi hơn ai hết, đằng sau thương vụ định giá 9.000 tỷ đồng này còn có bóng dáng của bà Nguyễn Thanh Phường, của ông Phạm Nhật Vượng Vingroup, lẫn nhiều cán bộ cấp cao của Đảng và nhà nước, thì cân nhắc đánh chuột nhưng không vỡ bình cả về tài chính nhà nước lẫn quan hệ trong nội bộ Đảng, lại nghiệp đúng trong trường hợp dùng tiền để tránh sự truy tố. Đối với những cá nhân lãnh đạo sai phạm trong sự vụ này, có thể tiến hành xử lý kỷ luật về mặt Đảng, buộc rời bỏ chức vụ cũng là một phương án không hề tồi. Việc buộc các đối tượng sai phạm phải trả lại số tiền sai phạm và số phần đôi dư ra, dù được đánh giá là một cách dằn mặt các hành vi sai phạm, nhưng việc xử lý sai phạm kiểu này có thể xóa sổ tính chất pháp luật và sự tôn nghiêm vốn cần có ở nó. Bởi lẽ từ nay, các tỷ phú USD sẽ thoải mái hơn trong tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, để rồi sau đó sử dụng tiền để khắc phục hậu quả, hay nói đúng hơn, tiền che công lý, và nói như Trùm Nam Cam trước đây, là cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Cần lưu ý, các hành vi tham nhũng hay trộm cắp tài sản trong Bộ Luật Hình sự năm 2015, bổ sung sửa đổi năm 2017 quy định rằng, người phạm tội nếu trả lại tài sản có thể được coi là hành vi tự nguyện sửa chữa, khắc phục hậu quả, là một trong các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và không được coi là tình tiết để miễn hình phạt. Nghĩa là nếu đúng theo quy định pháp luật, thì AVG sẽ phải bị truy tố trách nhiệm hình sự và sau đó, nếu AVG khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật, chứ không phải dùng 11.000 tỷ đồng để có thể xóa hết mọi tội trạng và làm lại từ đầu như kết quả trong chiều ngày 12 tháng 3. Câu chuyện dùng tiền để xóa tội cũng có thể là một sự xoay vòng nguồn tiền phạm pháp. Bởi lẽ nếu đối tượng vi phạm trong tương lai là một tập đoàn lớn trong nước, thì số tiền mà tập đoàn này bỏ ra để chạy tội công khai lại chính là số lợi nhuận thu được từ vận động hành lang chính sách có lời, làm lợi từ chính tài nguyên quốc gia mà ra. Hay nói đúng hơn, những hành vi tội phạm lên đến hàng ngàn tỷ đồng mà đối tượng là các tập đoàn tư nhân tỷ phú USD sẽ là một phương thức lấy mỡ nó ra nó, hay lấy tiền ăn của dân để xóa tội cho quan. Điều đó đồng nghĩa, luật pháp quốc gia là tờ giấy được viết bởi những người siêu giàu và chịu khó thỏa hiệp. Mảnh đất Việt Nam sẽ là nơi sản sinh nhiều nhất những lão bất vi buôn chính trị. Dân rồi đây sẽ còn tin vào cái gì nếu luật pháp không còn giá trị hiện hữu? Cần nhắc lại, trước đây Đảng Cộng sản Việt Nam đã sử dụng ý chí chính trị, đã xử vụ án Eco Minh Phùng, một vụ án mà Đảng muốn loại bỏ Trùm Tư Bản có khả năng lũng đoạn thị trường. Tuy nhiên giờ đây, tư nhân được cân nhắc lên và ý chí chính trị cũng theo đó được diễn giải theo, không loại bỏ mà tìm cách hòa hợp sống chung, trong khi tìm cách răn đe là chính. Dù sao cũng phải thừa nhận 11.000 tỷ đồng không hề nhỏ, và việc thu hồi là đáng khích lệ. Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng cần phải gia cố nền pháp luật và tạo ra cơ chế kiểm soát tham nhũng tốt hơn, cho ra đời một công cụ răn đe cứng rắn hơn trước khi về hưu, như chính cái cách mà ông từng tuyên bố nhốt quyền lực vào trong lồng quy chế lập pháp. Sau Tết Nguyên đán 2018 vài tuần lễ, câu hỏi từng râm ran trong dư luận, lò của ông Trọng phải chăng đã nguội, đã có câu trả lời. Đó chính là quyết định khẩn trương xử lý vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG, được đưa ra sau cuộc họp ngày 8 tháng 3 năm 2018 của Ban Bí thư dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì sao sau gần 2 năm kết thúc việc thanh tra tổng công ty Mobifone mà chưa đưa ra được kết luận, vụ án được chính Tổng Bí thư khơi gợi lại và chỉ đạo sớm kết thúc? Các Linh trình bày.
Luật sư Trần Quốc Thuận cho chúng tôi biết đây là một giai đoạn mới, sẽ có những tình tiết mới. Về phương diện luật pháp, ông nói rằng thanh tra mà chưa công bố là không có giá trị. Giá trị chỉ khi nào mà có một tòa án xử bản án có hiệu lực pháp luật. Còn nếu trường hợp cả ra tòa mà xử, nhưng mà người ta có tình tiết mới thì đôi khi cũng bị lật lại. Một trong những cái mới trong vụ Mobifone, theo ông là tất cả những nhân sự trong giai đoạn trước của vụ Mobifone đã được thay đổi, từ thường trực ban bí thư cho đến tổng thanh tra chính phủ và phó tổng thanh tra. Ông Ngô Văn Khánh là người chủ trì trong công cuộc thanh tra lúc đó, đã nghỉ hưu ngày 1 tháng 3 năm 2018. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cho biết vào thời điểm 2016, vụ án Mobifone chưa nổi đình nổi đám và chưa được hứa hẹn là một đại án quốc gia. Cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó đang toàn tâm toàn trí vào một vụ khác. Lúc đó chưa có bộc phát một cách chính thức cái chiến dịch được coi là chống tham nhũng của ông Phú Trọng, mà lúc đó gần như là toàn tâm toàn ý của ông Trọng thật đang dồn vào cái vụ Trịnh Xuân Thanh. Lúc đó là phó chủ tịch Hậu Giang với cái chuyện Stylesus, và từ đó là muốn tập kích và Đinh La Thăng. Thế còn cái thời điểm hiện nay là cái thời điểm mà ông Trọng đang ở cái thế thượng phong, và đồng thời là ông Trần Quốc Vượng hiện nay kiêm luôn cả hai chức, vừa thường trực ban bí thư mà vừa chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, cho nên đó là có thể nói là một cái lợi thế rất lớn để phía ông Trọng có thể đưa ra cái vụ này. Ngay sau khi ông tổng bí thư chính thức bổ nhiệm ông Trần Quốc Vượng thay thế ông Đinh Thế Huynh ở vị trí thường trực ban bí thư, vụ án Mobifone được mở lại. Không những thế, báo chí thuộc ban tuyên giáo của nhà nước loan tin rằng ban bí thư cho đây là một vụ việc rất nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Việc mở lại Mobifone một cách đột ngột của ông Nguyễn Phú Trọng được nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng đánh giá là một bước ngoặt lớn và quyết liệt. Đầu năm 2016, dư luận cả nước bàn tán về thương vụ được gọi là bí ẩn nhất. Bí ẩn không phải vì con số thật Mobifone mua lại 95% cổ phần của AVG là bao nhiêu, mà chính vì AVG từ khi bước vào thị trường truyền hình cho đến lúc bán được cho Mobifone bị cho rằng đang kinh doanh thua lỗ. Cho đến tháng 11 năm 2016, trong báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016, Mobifone mới hé lộ mức giá của giao dịch là 8.889 tỷ đồng. Luật sư Trần Quốc Thuận cho biết trong bản báo cáo kết quả thanh tra vào tháng 4 năm 2016 có một nội dung khá đặc biệt. Bản kết luận ở ban bí thư nó có một cái chữ người ta cũng hơi suy nghĩ, đề nghị chính phủ phải công bố và đảm bảo đúng pháp luật, xử lý nghiêm minh để thu hồi tiền. Nhưng mà nó là vụ án có mang tính chất là tế nhị, nó có chữ tế nhị, yeah. Nó là vụ án mà lại có chữ tế nhị. Cho tôi nghe hai chữ tế nhị tôi thấy nó cũng hơi lạ, không biết là có liên quan gì mà tế nhị. Thì để chờ cái màn tới thì nó liên quan đến ai mà lại dùng cái chữ tế nhị. Câu hỏi này được nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng đưa ra suy luận của ông, cũng là một chi tiết từng được dư luận trong nước nhắc đến. Cũng có những cái lời đồn đoán là trong cái vụ này là có liên quan tới cả trách nhiệm của bà Nguyễn Thanh Phượng. Và bà Nguyễn Thanh Phượng thì lại là con gái của ông Nguyễn Tân Dũng, là cựu thủ tướng. Thì không biết có phải đó là cái lý do đặc biệt hay không, mà cho tới giờ, cho tới mãi gần đây ấy, thì vụ này vẫn tương đối là êm ả, tức là chưa có một cái gì gần lên cả. Và có những cái luồng thanh minh cho bà Nguyễn Thanh Phượng là không có dính dáng trực tiếp tới cái vụ Mobifone mua AVG. Không ít những người quan tâm sự việc cũng như chính dư luận trong nước từng biết về thương vụ bí ẩn Mobifone đã đặt nghi vấn. Vụ án này là một mục đích loại trừ đối phương thay vì là một bước kế tiếp trong chiến dịch chống tham nhũng. Trả lời vấn đề này, chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành cho biết quan điểm của ông. Thì thật sự loại trừ đối phương là một cái chuyện nhỏ. Một cái vấn đề mà bài trừ tham nhũng cho Việt Nam đó là một cái việc rất là lớn. Việc đấy là cái việc mà nghĩa là các nhà cầm quyền Việt Nam cần phải làm tích cực hơn nữa. Cái mà hiện giờ đương đưa ra chỉ là đối với tôi nhận xét thì chỉ là một cái chỏm của cái tảng băng thôi. Thật sự là còn rất là nhiều việc mà từ trung ương cho tới địa phương, cái tham nhũng nó như là những con vi khuẩn ác tính hay đường đục cơ thể của cái chế độ này. Ý kiến của giáo sư tương lai đưa ra cũng cho thấy, ông chưa muốn đưa ra kết luận nào về vụ án Mobifone thực chất là cuộc chiến thanh trừng hay chống tham nhũng. Hết việc này đến việc khác thôi. Một cái truyền hình hay là truyền dài nhiều tập về chống tham nhũng. Nhưng mà
sự thực nó như thế nào thì đằng sau đó nó có nhiều uẩn khúc lắm. Mà cái thông tin ở đất nước này á thì nó rất là mập mờ. Ý kiến của luật sư Trần Quốc Thuận thì cho rằng dư luận khoan phán xét hay đưa ra kết luận gì? Khi bây giờ nó đang ồn ào tới dư luận như thế rồi, nó cũng trên mạng đủ kiểu, thì người ta cũng có quyền suy ra. Nhưng mà từ cái chữ tế nhị đó, người ta cũng hơi suy nghĩ một chút. Một điểm đặc biệt được ông Phạm Chí Dũng đề cập đến, đó là vài ngày trước, khi ông Ngô Văn Khánh từ chức, một bài viết có tiêu đề Thanh tra Chính phủ sẽ công bố kết luận vụ Mobifone mua AVG trong tháng 3, ký tên Công Lý, đăng trên trang mạng xã hội, cho rằng bà Nguyễn Thanh Phượng chính là nhân vật chủ mưu trong vụ Mobifone mua AVG. Theo kinh nghiệm của ông Phạm Chí Dũng, ông cho rằng đây là một bài viết được đề nghị và được cung cấp thông tin. Theo kinh nghiệm của tôi thì đó là thông tin được bộ. Mà tất cả đó là hoặc là người trong nội bộ, hoặc là người có dính dáng tới nội bộ, hoặc là có dính dáng tới những vấn đề mà ở trong nội bộ người ta gọi là phe cánh chính trị thì mới có được những thông tin như vậy. Ba ngày sau khi xuất hiện bài báo, cuộc họp của Thường trực Ban Bí thư cùng với ông Nguyễn Phú Trọng đã diễn ra. Liên đới giữa các sự kiện với nhau, ông Phạm Chí Dũng đưa ra vấn đề. Cái giảm thì đặt ra đây là nếu như bà Nguyễn Phú Trọng mà dính dáng và dính dáng sâu tới cái vụ mobile phone của ABC thì thế nào? Liệu bà Nguyễn Thanh Phượng có bị khởi tố hay không? Có bị liên quan đến vụ án này, có bị khởi tố, thậm chí là có thể bị bắt giam hay không? Theo giáo sư Tương Lai, nếu thực sự đây là thể hiện quyết tâm chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng, thì người cần xử lý đầu tiên là Bộ trưởng Bộ Thông tin. Thế thì bây giờ nếu mà là cái vụ mobifone này á, thì cái người dính đầu tiên là ông Trương Minh Tuấn. Đưa ra giải thích cụ thể hơn, nhà báo độc lập Nguyễn Chí Dũng cho biết. Từ năm 2016, đã có thông tin là ông Nguyễn Bắc Son là nguyên cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, ông Trương Minh Tuấn lúc đó là Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, thì hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đã có dính dáng tới cái vụ mobile phone của ABC. Do đó, ông Phạm Chí Dũng cho rằng nếu vụ án này trở thành vụ đại án, thì ông Nguyễn Bắc Son và cả ông Trương Nguyên Tuấn sẽ khó thoát khỏi trách nhiệm. Ông phân tích thêm về những diễn biến có thể xảy ra, có thể được xem là điều mà dư luận quan tâm nhất trong vụ án này. Nếu như quả thực mà cái vụ này mà bà Nguyễn Thanh Phượng mà có dính dáng tới cái mobile phone của ABC và ông Trọng có ý muốn làm rõ chuyện này ra và điều tra tới bà Nguyễn Thanh Phượng, thì đây là cái lô cốt cuối cùng trong ba người con của ông Nguyễn Tấn Dũng bị tấn công, bị tập kích. Năm 2016, báo chí trong nước cho rằng có những câu hỏi lớn trong thương vụ Mobifone mua AVG. Hai năm sau, mở lại vụ án, liệu dư luận có được câu trả lời hay không? Đáp án đang được chờ đợi ở cái lò của ông Nguyễn Phú Trọng.